đó là viêm dây thần kinh thị giác, với phần tư vấn của tiến sĩ bác sĩ Lê Minh Lý, trưởng khoa mắt Bệnh viện Đại học Y Dược Cần Thơ. Mời quý vị cùng theo dõi. Thưa bác sĩ Lý, bệnh viêm dây thần kinh thị giác có nguyên nhân từ đâu và biểu hiện của bệnh này ra sao ạ? Thì đây là cái dây thần kinh của cơ thể. Thì dây thần kinh này rất là đặc biệt, tức là sẽ truyền dẫn vừa màu sắc vừa hình ảnh, giúp cho chúng ta phân biệt được cái màu sắc cũng như sự vật rõ nét. Thì nguyên nhân thì thường là do viêm nhiễm. Cái thứ hai là do cái vấn đề cung cấp máu không đủ, tức là gọi là thiếu dưỡng. Thì viêm nhiễm có thể là do cái bệnh lý toàn thân hoặc là một số vùng lân cận như là vùng son, tai mũi họng thì nó cũng liên quan, thì nó gần nơi dây thần kinh thị giác. Còn yếu tố mà thiếu dưỡng, tức là cái cung cấp máu hơi kém, có thể là gặp ở những người bị bệnh lý tim mạch, tăng huyết áp, hay là do một số bệnh lý khác gây giảm cái cung cấp máu cho cái dây thần kinh. Và yếu tố thứ ba mà nguyên nhân thường gặp đó là chấn thương. Chúng ta thấy là có một số trường hợp chấn thương mà trên đường đi của dây thần kinh thị giác nó bị tổn hại, thì sưng nề hay là do nó bị cưa đứt trong quá trình mà bị té ngã gây chấn thương sọ não, thì nó cũng gây cái tổn hại và dây thần kinh thị giác này cũng bị tổn hại. Biểu hiện của bệnh này thế nào thưa bác sĩ? Nếu mà cái viêm dây thần kinh thị giác ấy, thì thường nó biểu hiện chỉ một mắt thôi. Là đột nhiên thì mắt chúng ta nhìn mờ, có thể là từ đang nhìn rõ bắt đầu nó tối sầm xuống. Và thứ hai là đau sâu ở trong mắt. Thứ ba đó thì rối loạn sắc giác, tức là màu sắc chúng ta có thể nhìn có thể là giảm so với bình thường. Thì đó là ba cái triệu chứng chính. Thì để gợi ý giúp bà con chúng ta, khi chúng ta có những triệu chứng này thì phải đến gấp ở cơ sở chuyên khoa. Thì ở cơ sở chuyên khoa thì bên cạnh những cái triệu chứng như thế thì chuyên khoa người ta sẽ khám đánh giá về thị lực, cũng như là người ta soi đáy mắt, cũng như cần thiết thì sẽ làm một số xét nghiệm cận lâm sàng khác như là MRI chẳng hạn, để đánh giá cái sự tổn hại của cái viêm kinh thị giác, thì lúc đó chúng ta mới đưa ra cái chẩn đoán xác định. Và bệnh viêm dây thần kinh thị giác này thì có để lại những biến chứng nguy hiểm nào không? Thì chúng ta đã biết nhiệm vụ của dây thần kinh thị giác này là truyền dẫn ánh sáng, sự vật, hình ảnh sự vật lên não để chúng ta giúp nhận biết rõ, để chi tiết nhìn chi tiết của sự vật. Nếu như sự tổn hại này mà nếu chúng ta không điều trị kịp thời thì sẽ đem đến cái sự mù vĩnh viễn. Thì rất là nguy hiểm, thành ra chúng ta phải chú ý. Và bệnh này có thể phòng ngừa được không thưa bác sĩ Lý? Thì về phòng ngừa thì nếu như chúng ta có những cái bệnh lý liên quan ở vùng lân cận như viêm son chẳng hạn, chúng ta phải điều trị triệt để. Cũng như liên quan đến những cái yếu tố bệnh lý tim mạch, tăng huyết áp thì chúng ta cũng phải điều trị cái những cái bệnh chính đó. Còn cái phòng ngừa mà do chấn thương thì khi chúng ta đi giao thông chẳng hạn, khi chúng ta đi đường thì cũng cần phải là đội mũ bảo hiểm để bảo vệ cái hạn chế cái điểm chấn thương ở đầu, thì nó góp phần nó cũng làm giảm cái tỷ lệ. Còn việc điều trị thì như thế nào, có phức tạp không ạ? Về điều trị đấy thì phần lớn là điều trị nội khoa. Thì nếu mà chúng ta đến sớm thì thường là kết quả nó tốt lên, tức là cái thị lực, sức nhìn của bệnh nhân sẽ được cải thiện rất là nhiều. Dạ, vâng, xin được cảm ơn bác sĩ Lý ạ. Quý vị và các bạn thân mến, tiến sĩ bác sĩ Lê Minh Lý, trưởng khoa mắt Bệnh viện Đại học Y Dược Cần Thơ vừa có những chia sẻ cùng chúng ta về bệnh viêm dây thần kinh thị giác. Mọi ý kiến đóng góp xin quý vị gửi về email của chương trình alobacsi.ct@gmail.com. Hẹn gặp lại quý khán giả.